Mình có được cho là cái người làm vlog mà nghèo nhất hạt quá không? Các bạn thấy để ý một cái điều gì không? Bao nhiêu clip cũng chỉ có mấy cái ảo thôi à? Chào mọi người nha, thứ bảy rồi. Qua là một tuần trôi qua khá là nhanh đúng không? Mình vừa mới nấu ăn và rồi ăn xong thì có thời gian để lên đây ngồi nói chuyện với mọi người, cập nhật một số cái tình hình dịch hiện tại bên Hàn Quốc. Rất là nhiều người đã inbox hỏi mình dạo này tình hình Hàn Quốc như thế nào, công ty như thế nào, rồi dịch như thế nào, biết bao giờ mới có thể xuất cảnh sang Hàn Quốc. Nhiều người hỏi lắm, nên hôm nay mà buổi làm cái clip này để cùng trao đổi với mọi người về cái vấn đề đó. Thì tình hình dịch của Hàn Quốc hiện nay nó dường như là vẫn chưa rơi vào cái trục ổn định như mọi khi. Cái đợt trước là người ta thống kê chỉ có được 2 ngày duy nhất là không có cái ca nhiễm corona. Và cái lúc mà con số Hàn Quốc nó nhiễm vài trăm người một ngày ấy, thì rất là cái lúc đó là dạng như là cái tia cao điểm. Và sau đó nó hạ dần xuống còn mười mấy người rồi mấy người, và đến lúc là không còn người nào nhiễm. Nhưng từ cái sự việc đó tạo ra sự lơ là trong người Hàn Quốc, dẫn đến tình trạng này nó không có kéo dài được mà trở nên nghiêm trọng hơn, bắt đầu tái nhiễm. Những cái người mà đã khỏi rồi thì tự dưng là lại bị tái phát. Và những cái bạn trẻ đi vào club của Hàn Quốc chơi ấy, khi đó là tụ tập vào thì cứ tưởng là dịch nó kết thúc ở Hàn Quốc rồi. Tụ tập bay nhảy trong một cái bar khoảng 2.000 mấy người ấy. Mình có nghe thông tin như vậy. Và bắt đầu là cái số đó nó ra, nó nhiễm cho nhiều người khác. Và dần dần tăng lên mỗi ngày. Bây giờ thì dường như là ngày nào cũng có vài chục người bị cả. Hôm qua là mình xem là 50 mấy người ấy. Hôm nay mình chưa xem thông tin nên là cũng chưa cập nhật được. Đấy. Nên là bây giờ đa số những cái ca nhiễm vào Hàn Quốc đều là nhập ngoại nhá. Không có biết nước nào nhập cảnh vào Hàn Quốc, nhưng mà mình thấy đa số độc nhập ngoại là mười mấy, 20 người. Còn nội địa thì cũng vài chục người. Đấy. Chính vì thế nên Hàn Quốc đang là thắt chặt cái con đường mà nhập cảnh vào họ. Nên là cái tình trạng mà mình chờ đợi cái visa rồi chờ đợi cái lịch bay sau khi học định hướng xong cũng rất là nóng lòng muốn sang Hàn Quốc rồi. Thì chỉ sợ một cái điều rằng là ví dụ như mình đợi quá lâu thì cái hồ sơ, cái hợp đồng của mình ấy, chủ Hàn Quốc nó hủy thôi. Còn lại trong cái thời gian chờ đợi này, các bạn có thể học thêm một cái khóa giao tiếp nữa, rồi mình có thể luyện tập một cái gì đó, hoặc là đi làm kiếm tiền để mua sắm thêm đồ dùng vật dụng mua sang Hàn Quốc. Đấy. Nên cũng đừng có quá lo lắng, rồi ngày nào cũng lên xem cái tiến trình của mình. Đôi khi như vậy lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo mình nghĩ là như vậy. Bạn cứ chờ đợi cái tin nhắn từ Bộ Lao động thôi. Khi mà bạn đã đăng ký rồi thì có cái số điện thoại của bạn ở Bộ Lao động rồi. Khi nào mà bạn có lịch nhập cảnh, xuất cảnh thì họ sẽ gửi một cái tin nhắn về dạng là thông báo cho lao động biết chuẩn bị vào ngày mấy đó là sẽ được nhập cảnh vào Hàn Quốc. Thì lúc đó bạn mới chuẩn bị tư trang, mới bắt đầu là xem cái tiến trình của mình. Bây giờ mình thấy một số bạn cứ lên là ngày nào cũng xem, cả đêm xem rồi sáng xem, kiểu như vậy làm cho con người mình trở nên bất an ấy. Thay vì đó thì mình nên học thêm một cái tiếng Hàn này. Đấy, mình nghĩ là các bạn nên học tiếng Hàn, hoặc là nếu như gần một cái trường đào tạo nghề CNC hoặc là tiền gì đó, mình nên học đi. Sáng đây có nhiều cái lời cho bản thân. Khi trước mình cứ nghĩ là sau khi mình học tiếng rồi thì sáng đây mình nghĩ là cái tầng đó là đủ để mà có thể giao tiếp rồi. Nhưng thật sự khi mà sang đây rồi mình mới thấy rằng những cái mình học chỉ là những cái cơ bản thôi, những cái đơn giản ấy. Sang đây người ta giao tiếp bằng một cái kiểu là rất là khác so với mình học cái cuốn sách FS. Đấy.
ngữ pháp khác này. Cái từ vựng đôi khi người ta biến tấu ra nhiều thể loại nữa, chứ không phải là nhất nhất như vậy. Và người ta hay nói là bỏ những cái tiểu từ tân ngữ vân vân, khiến cho mình rất là khó hiểu. Nhưng mà dần dần mình cũng phải làm quen với cái việc đó. Thì cái thời gian này mà ví dụ như bạn còn chờ đợi không biết bao nhiêu tháng nữa thì đi học, rồi xem phim, rồi luyện thêm kỹ năng tiếng Hàn. Thì sau khi mà sang được Hàn Quốc thì mình nghĩ là các bạn sẽ không có còn bỡ ngỡ nữa. Chứ giống như mình cái thời gian đầu sang đây, nói thật không có dám mở miệng nói tiếng Hàn đó các bạn ạ. Nói ngại với người ta và mình không có biết nói như thế nào. Chỉ có vào một cái quán mua hàng thì ok, hỏi cái này bao nhiêu thì có thể nói được. Rồi hỏi là đây là ở đâu, rồi đi tới bệnh viện như thế nào thì ok, những cái câu cơ bản ấy. Còn lại ví dụ như vào trong công ty làm việc mà giám đốc hỏi một cái vấn đề nào đó hoặc là bắt mình giải thích cái đó thì mình không có thể giải thích được, bởi vì cái ngữ pháp mình chưa đủ. Như khi đi học thì mình không có biết là có học quá cái ngữ pháp là tưởng rằng, có một cái ngữ pháp là như là tưởng rằng, tôi tưởng rằng là, thì cái đó là hình như mình có học rồi nhưng mà thật sự là không có nhớ nổi cái cấu trúc của nó. Nên đôi khi trong công ty hỏi là tại sao mà anh lại không làm cái này mà anh làm cái này, rồi hai cái này sao mà anh lại làm nó giống nhau, cái này khác nhau mà. Thì mình muốn giải thích rằng là tôi tưởng rằng hai cái này là giống như nhau thì không có thể nói được mà chỉ còn nói được một ngữ pháp là tốt khắc thầy là nó giống nhau, còn cái tưởng rằng thì mình không có biết. Đấy. Nên là khi mà học tiếng Hàn mà bạn muốn sang đây nói một cái cách mà hiểu người ta và mình nói cho người ta hiểu thì nên học thật nhiều ngữ pháp, sẽ có lời cho bạn học những cái ngữ pháp nâng cao ấy, để mình có thể nói ra được những cái câu dài hơn. Thật từ giờ như mình sang đây rồi mình lười đi học, rồi thời gian làm việc nó nhiều nữa, mình không có thể tự học được. Tự học thì một thời gian rồi mình chán nản, mình không có thể học được bởi vì cơ thể nó mệt mỏi này. Đấy. Nên là không có thể tập trung học cũng như là làm việc hay là giải trí nữa, rất là mệt. Và thêm một cái tình trạng nữa là hiện tại mình lướt lên những cái trang FPS Topic ở Việt Nam, mình làm những cái fanpage và những cái nhóm ấy, thấy rất là nhiều bạn đang chuyển xưởng và gặp cái tình trạng là không có công ty. Vài tuần, một tháng cũng không có, bộ lao động không bắn cho họ một đến hai công ty nữa, nói chung là không có luôn. Như thằng em của mình đã hết 5 tháng rồi, nhưng mà nó nhảy vào một cái công ty nó và rồi được 2-3 ngày thì người ta đuổi ra là bởi vì không có việc. Bây giờ lại lang thang thêm 3 tháng. Trong khi đó là đã sang Hàn được 5 tháng, không có tiền gửi về này. Bây giờ lại lang bạt thêm 3 tháng nữa. Thì các bạn nghĩ 8 tháng tiền lãi ở ngân hàng nó vẫn lên, không có tiền gửi về nhà và mình sống bên đây rất là khó khăn và vất vả. Mượn tiền không ai cho nữa. Vì sao? Đa số giờ tháng đầu tiên sang làm được 2 triệu mà bây giờ đi xin việc là 5 tháng là hết tiền rồi. Bây giờ tiếp tục 3 tháng nữa không có công ty. Đã đi nhiều vùng nha, Changwon, Ulsan, Busan. Bây giờ về Hoa Son, cái vùng Hoa Son mà mình đang muốn đi thì cầu ta lại tới đấy. Rồi đợi chờ 1 tháng rồi vẫn chưa có công ty. Và những cái người khác cũng vậy, người ta đang kêu than là không có công ty này, rồi muốn tìm một cái công ty thật là ngon lành. Nhưng mà giờ hiện tại có một số người thì đang muốn chuyển xưởng như là mình. Có một số người thì mong muốn tìm được một cái công ty mà dạng như là chỗ làm việc thôi, giống như là lúc đầu mới sáng đấy. Đấy. Nên là giờ bây giờ mình thấy cái tình trạng nó rắc rối. Thật ra Hàn Quốc nó làm một cái này mình thấy nó không có ok, là bởi vì sao? Bạn sang đây làm việc, bạn đăng ký một cái đơn, nhưng người ta lại đưa cho bạn một cái đơn khác. Thì mình làm cho con người mình ở mức. Nếu như mà cái đơn khác mà ngon lành, nhẹ nhàng thì không nói, nhưng mà nhảy vào một cái đơn nặng nhọc và thời gian nghỉ không có thì rất là ở mức, đúng không? Mình chỉ mong muốn một cái công việc mà từ thứ hai đến thứ sáu tăng ca trong tuần, thứ ba chủ nhật nghỉ, lương 2 triệu 2 triệu 2 cũng được. Mình không có ham là 2 triệu 8 3 triệu. Nói thật với các bạn, vô sang đây mà 2 triệu 8 3 triệu may mắn lắm mới có những cái người mà công việc nó nhàn nhã, còn lại đa số đều là nặng nhọc nhé.
thực ra là không phải nặng nhọc về cái tay chân nữa, mà nặng nhọc về đầu óc này, thời gian ngủ nghỉ không có này. Đấy, mình thấy rất là nhiều cái công ty đồng gói, những cái người bạn của mình làm là mình thèm thuồng, họ chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật họ nghỉ họ đi chơi. Trong khi đó mình giờ mình làm quần quật cả tuần đi, chủ nhật đôi khi có chủ nhật nghỉ, có chủ nhật làm, nhưng mà lương của mình lại chỉ có được 2.1 triệu, 2.2 triệu, có hôm thì 2.3 triệu, có một đợt mà nó lên được ha 2.4 triệu, gần 2.5 triệu. Có nghĩa là cái lương của mình hôm đó là sẽ được là 2.6 triệu, nhưng mà trừ cái tiền ăn ở và cái tiền bảo hiểm mất 200, còn 2.4 triệu. Thì không có thời gian để đi chơi nữa. Mà thật, giờ sáng đây mình muốn khám phá cái Hàn Quốc này, chứ không phải là trốn chân nơi cái xưởng này suốt 5 năm. Nhiều bạn cứ nói rằng là anh ham chơi. Đúng thật, mình không phải là người ham chơi. Mình vẫn muốn đi làm kiếm tiền để gửi về cho gia đình. Nhưng bên cạnh đó thì cũng phải là khám phá, đúng không? Có nhiều cái anh bạn trẻ công ty này 9 năm trời rồi, cứ nói đi nói lại một cái bài khá mà mình nói mãi. Giờ biết gì về Hàn Quốc ngoài những quán nhậu? Các bạn thấy không? Thế ý nghĩa làm gì nữa? Kiếm tiền nhiều để làm gì? Khi về già đây làm gì? Đi du lịch à? Còn gì vui nữa không? Chỉ sống được 9 năm 8 tháng, có đi hết cái Hàn Quốc này không? Không thể. Đấy. Mà cũng chẳng biết gì về Hàn Quốc. Mình thấy đó là một cái sự dài dột. Mình nên biết nhiều nơi, để đôi khi ví dụ như thằng em mình sang chẳng hạn, mình có thể đưa nó đi mọi nơi mà mình đã biết. Còn lại bây giờ nói thật, mình thấy nhá, anh chị em nó tới rồi cũng vào cái phòng đó nhậu, bạn bè nó tới nó cũng vào cái phòng đó nhậu, ơi sim sim hề chán nản. Thế rất là nhiều cái bạn đang sống như vậy. Và trước khi mà sang đây, và sang đây rồi thì mình cũng dạng như là cũng rủ rễ những cái người ở trong công ty này đi quấn quấn ở đây đó để xem cái phong cảnh như thế nào. Thì toàn là những cái thanh niên mà thức khuya dậy muộn, ngày nghỉ thì phải 11, 12 giờ hoặc là 1 giờ chiều mới dậy. Thì chả biết giết thời gian làm gì không. May mắn rằng là mình gặp một cái người bạn mà mình quen ở trong cái học định hướng thôi. Anh ta là một cái người mà rất là thích đi đây đi đó, cứ theo gọi anh ta đi thôi. Nhưng mà lật một cái là bây giờ hai người lại lật mũi giờ của nhau, là cái người lại nghỉ thứ bảy chủ nhật, còn cái người thì nghỉ chủ nhật, nên là không thể đi chơi chung được. Lâu lâu lắm rồi mới có một cái chuyến đi để cho mọi người trải nghiệm thôi. Nhưng mà mình khi mình chuyển được xưởng thì mình hy vọng mình sẽ tìm một cái công ty mà nhẹ nhàng để mình có thể đi ngao du. Sau này rồi các bạn, khi mà sang đây rồi, nếu như có một số người mà có cái quan điểm như mình ấy, thì các bạn cũng sẽ tìm những cái công ty như vậy thôi. Còn lại những cái người ăn nhậu và suy nghĩ mà cái kiểu là kiếm tiền rồi về Việt Nam ấy, thì chắc chắn là sẽ phản bác cái video này của mình nhỉ, đúng không? Bây giờ cũng 8 giờ kém rồi đấy. Thời tiết này thì nó vẫn là cái kiểu sáng như vậy, và đến tầm tầm chỉ nhớ kém thì bắt đầu nó mới tối, tối hẳn luôn đấy. Mình đang bị stress rất là nặng ở trong cái công ty này, nên là mình không có muốn giao lưu với ở lại lâu dài các bạn ạ. Khi nào đó rồi mình sẽ kể một cái câu chuyện mà các bạn nghe ra các bạn sẽ hiểu được tại vì sao mà mình lại đi và cái sức chịu đựng của mình nó lớn như thế nào. Con người mình sống rất là thoải mái về cái tinh thần cũng như là cái vấn đề ăn uống, tiền bạc. Nhưng có những thứ mà mình phải đề phòng người khác khi mà bạn sang Hàn Quốc. Cái vấn đề thứ hai đó là không có cho mượn tiền bất kể là người nào. Vì sao mà mình nói như vậy? Rất là nhiều cái người mà mượn tiền rồi không có trả. Như vậy các bạn này, đi làm sáng bên đây thì ai cũng lương như nhau đúng không? Có người 2.3 triệu, có người 2.2 triệu. Nhưng mà tình cờ nghe một cái câu chuyện của anh bạn mình kể thôi, thì có thằng cu em là tới mượn tiền.
và nói anh ơi đợt này có tiền không cho em mượn 100-200. Thì 100-200 tiền Hàn là cũng 2 triệu 4 triệu Việt Nam rồi đấy. Thì hỏi tại sao mà lại cuối tháng mà lại đi mượn tiền rồi. Thì nói là em gửi về nhà hết rồi. Thì sáng đây các bạn thấy không, mình gửi tiền về nhà nhưng có phải là gửi hết đâu đúng không? Chỉ có gửi một cái khoản nào đó rồi còn trưa lại mình tiêu ăn tiêu và đi mua sắm ở trong một tháng nữa chứ. Có nhiều người rất là khôn lõi và có nhiều người là chuyên đi mượn tiền mà chả biết là vì sao mà hỏi tiền. Đôi khi mình cũng chả hỏi lý do, nhưng mà lương của người ta thì luôn luôn là trên của mình con số rất là khủng. Nhưng mà người ta luôn luôn nói ra một cái lý do như là ví dụ như ăn nhậu này rồi chơi bài bạc này. Nên là khi mà có những cái lý do như vậy thì các bạn không nên mở hầu bao của mình để cho mượn, vì cái xác suất đòi được là rất là khó. Thêm một cái trường hợp nữa là khi mà sang đây thì có nhiều bạn đang tìm việc, thì có những người treo việc lên ấy, là người ta sẽ bắt bạn bắn cái tiền chỉ việc cho người ta. Ví dụ như muốn tôi chỉ anh tới cái công ty đó xin việc thì anh phải đưa tôi một cái khoản. Những cái trường hợp đó là đa số là lừa nha các bạn, đừng có tin nhé. Rất là nhiều người cả tin bị lừa đấy. Và ở bên Hàn Quốc này, người Việt lừa người Việt thôi. Lần đầu tiên mình sang đây là bị người Việt lừa, mình là lừa cái máy tính, cái laptop, MacBook. Sau này mình sẽ review cái web đó cho các bạn xem. Lỡ mà ai đang tính mua máy tính laptop thì né ra giùm mình. Cái câu chuyện này mình sẽ kể sau vì bây giờ là hơi dài rồi. Và khi mà bạn bắn tiền cho những cái người mà đưa việc cho bạn ấy, thì đa số là họ không có chỉ hoặc là chỉ tầm bậy thôi. Thế là rút kinh nghiệm nhé. Ok, bây giờ nói lảng qua lảng lại những nhiều chủ đề quá, bây giờ mình quên hết rồi. Mình xin kết thúc clip tại đây nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một buổi tối tốt lành. Nhớ like, share video, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình nha.